Đây là con của đen. Con này mõm đen gọi là con đen, con mông cọc khổng lồ đây. Và sẹo. Đẻ được không thể tin được là đẻ được 7 con. 7 con thì có 3 con dài đuôi và 4 con cọc tịt. Rồi, cho kiểm tra từng con đi. Con từ con ngoài đầu tiên đấy. Đực. Rồi. Cho nó nằm vào với mẹ đi. Rồi, con thứ hai. Đực tiếp. Một con màu vàng và một con màu sẫm. Một con này thì chắc là sẽ là con vàng nhạt, con cái. Con cọc tịt thứ ba. Cọc tịt thứ tư là con đực. Như vậy là ba con đực, bốn con cọc thì là ba con đực, một con cái. Dài đuôi con đầu tiên con màu vàng là con đực. Sẽ là con màu vàng cháy đấy. Con thứ hai là đực tiếp. Vàng nhạt hơn. Và con thứ ba là con cái. Rồi, ba con dài đuôi thì hai con vàng sẫm, một đực, một cái và con vàng nhạt hơn thì là con đực. Còn bốn con cọc ấy thì là ba con cọc đực, một con cọc cái. Cọc thì là có một con nào mà sẽ là màu vàng sẫm này, vàng rực đây này, là con này. Là sẽ là con màu vàng rực. Không, con đấy con dài đuôi, con cọc đuôi nó đang nằm Đuôi đấy. đi. Đấy. Một con vàng sẫm này. Và ba con một con cũng sẽ là vàng nhưng mà theo kiểu là vàng khả năng sẽ là vàng mặt mặt nạ đen giống con mẹ. Cái con cầm cái con ở giữa hai chân con mẹ đấy. Con này khả năng lớn lên sẽ là con về sau sẽ là con vàng mặt nạ đen giống con mẹ này. Rồi, là con đực. Đó có hai con đực đấy và hai con thì màu nhạt hơn. Màu nhạt hơn này có lẽ nó sẽ ra cái màu vàng gọi là vàng rơm. Đó. Không thể nghĩ là cái con này nó lại đẻ được đến tận 7 con. Áng chừng nó đẻ khoảng tầm 5 con thôi vì nó to con. Con mõm đen này nó to như một con đực luôn. Nó cao bằng con sẹo. Nó rất là to. Nhìn nếu mà so với lại mấy con cọc bản mình bắt về là có mấy con cọc bản ở cái trạng khoảng 10 có mấy con cọc bản thì nó ở cái trạng to thì nó cũng ngoài 20 cân, hai mươi mấy cân đấy, như lõm chẳng hạn. Nhưng cũng có những cái con nó ở cái trạng nó nhỏ hơn như con lòi chẳng hạn hay là mấy con nữa ở cái cỡ khoảng tầm 16, 17, 18 cân là nó nhỏ hơn. Thì nó đứng với con này thì nhìn như hai mẹ con. Vì con này với cái chiều cao của nó thì cái trạng của nó cũng sẽ như là con lõm. Nó khoảng tầm 24, 25 cân gì đấy. Để hôm nào đẻ xong, để hôm nào mà cho con nó tách con rồi lúc đấy mình sẽ cân thử xem nào nó bao cân. Con này thì người nó mỏng hơn con lõm người dày hơn, nó nặng cân hơn. Chứ con này nó cao dài hơn con lõm. Vàng thì vàng sẫm. Đó. Con của sẹo. Rồi, rất là ngoan. Ok. Thôi rồi, kệ mẹ con nó chăm nhau đi thôi. Nhân vật thứ hai có cho con là con vàng. Con vàng này gọi là con cho bản cho ta thôi. Nó là cái con có đuôi, không phải con dài đuôi. Trong lúc đi tìm chó thì nhìn thấy nó đẹp mà nó ngoan cho nên là bắt. Đó. Vàng thì cũng cho phối sẹo. Mà nó đẻ ra được mấy con thì mấy con nó cũng có đuôi. Đây, nhưng mà còn sót lại được có một con thôi, là con này. Màu thì rất là đẹp. Này được hai cái nhỉ? Đực. Đợt này nhiều đực thế. Này toàn đực người đực. Vàng thì ngoan mà thuần chủ. Chưa? Hôm nay đi giao con cún con này cho chủ. Anh chủ ở Hà Nội nhưng mà anh ấy bận cho nên anh không đến đón được, anh ấy nhờ giao đến. Mọi người nhìn cái con này nó màu lông hôm nay mới quay. Rất là đặc biệt.
màu của nó là màu tứ mục, nhưng mà cái màu vàng của nó rất là sẫm, với con bố và con mẹ là màu vàng cháy, nó ra con màu này. Đây là một con cái rất là xinh luôn, đuôi đẹp luôn và nó rất là quấn người này. Thôi lăn xăng đi rồi ra chơi. Tai hôm nay bắt đầu hơi kinh kênh rồi. Sau hai lượt chó là nuôi lỗi bị hỏng tai, làm hỏng tai con chó là tại người nuôi, thì đến những cái đoạn tiếp theo này đã rút được kinh nghiệm là nuôi là con chó nó lên tai tự nhiên hết, không cần phải dán mà cũng không gì. Có thể là với những con tai nó quá to thì phải dán để hỗ trợ thôi, còn bình thường là chúng nó đều tự lên hết. Nhưng cái đấy là do mình nuôi. Con này thì nó rất là dạn chó. Về nhà chủ là về nhà chủ ở khu biệt thự tha hồ mà chạy nhảy nhé. Quấn. Ok, còn mọi người mà nếu mà thích cái con cọc con đấy thì mọi người chờ cái đàn mới quay đoạn đầu nhá. Như em này thì có chủ rồi. Cỡ như em này là thì đang có một em đực màu trắng, nhưng mà em lấy tai tự nhiên nó lại bị sưng cái tai này lên, không hiểu lý do là gì, sưng cả hai bên tai, bị sưng nước. Cho nên là chưa quay video, chờ cái tai nó xẹp rồi mới quay. Bây giờ nó khỏi rồi mới quay. Cái con trắng ấy thì nó có cái đàn trắng ấy thì lại tự nhiên lại có đúng một cái con đấy là nó bị sưng cái mép tai bên trong này, không hiểu. Mà mấy con cùng đàn thì nó lên tai rồi, còn cái con đấy nó sưng tai thì nó chưa lên. Không dán không gì cả, kiểu như là cái thói quen của nó, có thể con mẹ nó cứ gặm tai này, nó gặm nó bị dập ra như thế nào đấy, nó bị tích nước, không hiểu. Vì nó tích nước rất là đều ở bên dưới tai. Mà mình không dán không gì cả. Đó, xinh không? Rất đẹp đúng không? Ok, thôi, đi em về nhà mới. Rồi, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Đây là cái con, mấy con rất là đẹp nhưng mà nuôi để bị lỗi tai này, lỗi tại người nuôi. Con này thì là bọn Bắc Hà. Đây, cọc đẹp mê ly luôn. Đấy, con này gọi nó là con sư tử, cọc sù, rất đẹp. Ôi kìa, chết rồi, dâm kìa. Có mấy con rất là đẹp mà nuôi không kinh nghiệm để hỏng tai mất.